Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với cái builder của con Byzantine. Như đã hứa thì sau khi kênh của Clement đủ hội viên thì Clement sẽ gửi tặng tới tất cả quý vị và các bạn những cái builder. Cụ thể ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái builder của con Byzantine. Và trước khi đến với cái builder của con Byzantine thì mình cùng xem qua con Byzantine này có cái gì đặc biệt nha. Đầu tiên thì Byzantine sẽ có được cho mình cái công trình đặc biệt, đó chính là công trình bể chứa. Ở đây thì bể chứa nó có tác dụng một, đó là cưỡng bách tổng quân, tăng thêm tốc độ huấn luyện 20, 40, 60, 80 và 100% dựa theo mực nước khi ở trong tầm ảnh hưởng của bể chứa. Các bạn có thể thấy rằng cái vòng hào quang của cái bể chứa này nó rất rộng này, các bạn thấy vòng hào quang của nó rất rộng luôn. Đấy, nằm ở trong cái phạm vi hào quang của cái bể chứa này, các bạn bật cho mình cái tính năng một là cưỡng bách tổng quân, hai là công nghệ tốc độ nghiên cứu và ba là công nghệ phòng thủ. Thì nó sẽ tất cả những công trình này nó sẽ chạy theo cái bể chứa này, và mỗi một cái bể chứa riêng biệt thì cái công trình này nó sẽ riêng biệt nha các bạn nha. Có nghĩa là các bạn bật cái công trình ở đây nó là cưỡng bách tổng quân thì nó không liên quan gì đến cái bể chứa này, cũng là cưỡng bách tổng quân hoặc là cái công nghệ tăng tốc độ nghiên cứu, nó khác nhau hoàn toàn nha, chứ không phải là các bạn thay đổi ở cái công trình bể chứa đầu tiên thì cái bể chứa thứ hai nó cũng sẽ thay đổi. Cái thứ hai của con Byzantine thì là ở đời hai của con Byzantine sẽ có cho mình một cái trường đua, có thể sản xuất cho mình những con kỵ. Và ở trong cái trường đua này, ngoài tác dụng như một cái chuồng ngựa ra thì nó có được cho mình cái công nghệ đặc biệt, đó là cái công nghệ chiến thắng này. Với các bạn đọc đầu tiên ạ, tiêu thụ tất cả các điểm cung cấp để tăng sát thương của kỵ binh thêm 25%, tốc độ di chuyển thêm 10% và tái tạo máu thêm 2 máu mỗi giây. Mỗi điểm cung cấp tăng thời lượng của điểm chiến thắng thêm 1,5 giây, có thể thu thập tối đa là 40 điểm cung cấp. Có nghĩa là tối đa chúng ta sẽ có được 40 điểm cung cấp, và sau khi lên đời xong thì chúng ta sẽ có được cho mình là 30 điểm cung cấp ở khởi đầu thì phải. Khởi đầu nếu mình không nhầm thì sẽ được 30 điểm cung cấp. Cái điểm cung cấp này khi các bạn bấm cái nút này thì những con kỵ của Byzantine, kể cả kỵ nặng lẫn kỵ nhẹ và cả scout sẽ có được cho mình cái điểm hồi máu nha. Sẽ hồi là 2,2 máu mỗi 1,5 giây. Đây, các bạn nhìn đọc này. Tái tạo máu cộng 2 trên 1,5 giây đấy. 1 điểm thì 1,5 giây, 10 điểm thì sẽ là 15 giây. 2 máu mỗi giây. Đấy, chúng ta có thể hiểu được rằng cái điểm chiến thắng này, các bạn đặt cho mình một cái phím tắt khi các bạn điều quân mà các bạn nhảy vào combat, hoặc các bạn băng trụ vào nhà đối phương, hoặc là khi lượng máu của quân đội. Nhưng mà chúng ta sẽ lưu ý chúng ta sẽ dùng nó khi nó bắt đầu vào combat nha, chúng ta không dùng nó ở trong những tình huống mà đứng chơi sau đó là chúng ta dùng. Như vậy nó sẽ tối ưu hơn, vì cái điểm này ngoài khả năng hồi máu ra thì nó sẽ tăng thêm 25% sát thương của kỵ binh mà. Nhưng chúng ta cố gắng tận dụng cái điểm này vừa đánh nhau vừa hồi máu. Đấy là cái điểm đặc điểm của cái trường quân sự ở cái công trình Landmark đời đời 2. Landmark đời 3, đây là cái Landmark đời 3 của con Byzantine. Cái Landmark đời 3 theo cái cánh nó là bể chứa của ngọn đồi đầu tiên. Cái công trình này thì nó như tác dụng như một cái bể chứa này thôi các bạn ạ. Nó cũng chỉ như một cái bể chứa này, tức là nó cũng không có gì đặc biệt hơn cả. Đấy các bạn thấy là cái bể chứa này và bể chứa này nó giống nhau thôi, không có gì đặc biệt hơn đâu. Tốc độ thu thập của dân làng tăng thêm 25% nhờ bể chứa gần đó. Thì thực ra là đây là mình đánh theo kiểu là mình đánh sẵn rồi, nên là cái mực nước của mình đã là bậc 5 rồi. Còn bình thường mực nước của nó chỉ là 1. 1 thì sẽ bậc nước bậc 1 thì sẽ 5% tốc độ khai thác này. Mực nước bậc 2 thì sẽ là 10%, mực nước bậc 3 thì sẽ là 15%, mực 4 sẽ là 20 và mực 5 sẽ là 25. Ở đây thì mình đã có 5 cái bể chứa. 1, bể chứa đầu tiên là cái này, bể chứa thứ hai là công trình Landmark đời 3, bể chứa thứ ba, bể chứa thứ tư, bể chứa thứ năm mình xây lòng vòng quanh xung quanh nhà mình và kết nối với nó bằng cái cầu máng này nhá. Chi phí cái cầu máng của các bạn đây, các bạn có cái cầu máng này chỉ 2 đá 1 ô thôi, rất là rẻ, 2 đá 1 ô. Ngoài ra thì con Byzantine xây dựng mỗi một công trình sẽ nhận được cho mình đó là 12%, 12% cái lượng tài nguyên các bạn xây dựng công trình sẽ được chuyển sang đá. Ví dụ như cái ruộng này nó là 75 70 cái ruộng ruộng dầu ô liu đó là 10 đó là 60 đó là 60 gỗ chẳng hạn, thì các bạn sẽ có được cho mình là 10 hạn, sẽ có được cho mình là 8 đá. 8 đá một cái dầu ruộng dầu ô liu này, những cái nhà này cũng tương tự như vậy. Khi xây dựng bất kỳ một cái công trình nào thì các bạn đều mang lại đá nha. Cái đá này thì các bạn sẽ xây dựng cho mình những cái bể chứa để nâng cấp cái mực nước và xây những cái cầu máng để kết nối với cả những cái bể nước với nhau.
các cái bể nước để kết nối với nhau thì nó sẽ hiện lên. Ví dụ như các bạn xây hai công trình này, khi bạn kết nối với nhau thì tăng mực nước lên, và khi nó chưa tăng được mực nước chứng tỏ là nó còn một cái điểm thiếu và chúng ta cần kết nối cho nó chuẩn xác nha. Có khá nhiều top player khi kết nối bể chứa này mà toàn kết nối thiếu thôi, thiếu một ô thì nó cũng không thể dâng lên mực nước. Đây là một điều rất đáng tiếc nếu như chúng ta không chú ý. Tiếp theo đó là công trình Landmark đời 4 đi. Đây là công trình Landmark đời 4 của con Biotin. Đây là mình đi theo đúng một cánh nha, cánh này là cánh thiết kỵ nha. Landmark đầu tiên đó là cái chuồng chuồng ngựa này, Landmark thứ hai đó là cái bể chứa này, Landmark thứ ba đó chính là công trình đời 4, đó là trường Paladin. Trường Paladin ở đây có tác dụng là gì? Khi các bạn mua 3 thì sẽ được trường Paladin sẽ được tặng thêm một đơn vị quân. Ví dụ các bạn mua 3 con kỵ thì sẽ được tặng thêm một con kỵ, mua 3 con lính giáo thì tặng thêm một con lính giáo. Đây các bạn đọc này, khi huấn luyện quân biên phòng, vệ binh Varan thiết kỵ hoặc họng phun lửa có xác suất 30% tạo ra một đơn vị ở đây đấy, 30 đơn vị ở đây, tức là có con kỵ này, có con lính giáo này, có con vệ binh Varan thì nó chính là cái con Meratam của chúng ta đấy, chính là con Meratam đấy. Đấy là những cái bốn công trình Landmark. Thì ngoài ra thì công nghệ thì con Biotin này không có công nghệ gì đặc biệt, ngoài ở trong này thì nó có thêm cho mình cái công nghệ đó là khiên giọt nước, giúp cho những con kỵ của Biotin được tăng thêm một giáp thôi. Tốc độ di chuyển của quân biên phòng tăng thêm 15% và tốc độ của vệ binh Varangian tăng thêm 15%. Tức là nếu như mà các bạn muốn cho những con kỵ của Biotin nó trâu hơn, hoặc là những đơn vị bộ binh của con Biotin, bộ binh cận chiến của Biotin nó trâu hơn thì hãy nâng cấp công nghệ này. Đấy. Công nghệ này thì thực ra là nó tăng thêm một giáp cận chiến và một giáp đánh xa, nhưng mà bản thân cái con kỵ của Biotin này nó cũng khá là trâu rồi. Nếu là chúng ta ở trong thời điểm chúng ta có tiền thì chúng ta hãy nâng cấp, vì công nghệ này nó cũng khá là tiền. Nên là bao giờ thì đánh kỵ thì cũng sẽ ưu tiên nâng cấp cho mình công nghệ đầu tiên, nó là công nghệ sát thương cận chiến trước, để cho đam của con Biotin nó to thêm một chút nữa để kết liễu một con dân cho nó nhanh hơn nha. Đại học thì cũng không có gì thay đổi, cũng có được cho mình cái công nghệ quân binh, công nghệ mũi tên sạc lửa, công nghệ sinh vật học để tăng máu cho kỵ, công nghệ tăng máu cho xe, công nghệ tăng đam cho những đơn vị dùng thuốc súng, và công nghệ tăng máu cho công trình. Nói chung là đại học của con bài tin này cũng như tất cả những đơn vị công trình đại học khác thôi. Đấy là những cái điểm riêng biệt của con bài gia tin này. Ngoài ra thì ruộng nho của con bài gia tin có thể tạo ra lương thực, và ngoài ngoài số tài nguyên thực mà các bạn nhận được thì các bạn được nhận thêm 60% dầu ô liu. Ví dụ như con dân này khai thác được 10 thực một phút chẳng hạn thì vô hình chung nó sẽ tạo ra 66 dầu ô liu một phút đó. Ở đây thì con Biotin nó có được cho mình cái con lính đánh thuê. Ở cái nhà lính đánh thuê, cái nhà lính đánh thuê này thì nó dựa vào cái lượng dầu ô liu mà các bạn khai thác được nhờ cái việc ăn quả. Dầu ô liu có thể tạo ra được nhờ một là ăn quả, hai là ăn hươu, ba là ăn cá, bốn là làm ruộng nha. Ngoại trừ ăn cừu ra, duy nhất ăn cừu không tạo ra dầu ô liu thôi. Còn tất cả những cái loại tài nguyên còn lại đều có thể tạo ra dầu ô liu. Và khi tạo dầu ô liu thì các bạn có thể nâng cấp cho mình bằng cái cánh cánh đây là công nghệ nâng cấp ở trong cái lính nhà lính thuê nha. Còn sự lựa chọn thì có 3 sự lựa chọn. Một là sự lựa chọn phương đông với khiếp bệ ở đời 2. Khiếp bệ ở đời 2 này. Con gì ở đời 3 nhỉ? Con mình cũng quên mất là con gì ở đời 3 rồi. Khiếp bệ ở đời 2. Còn đời 4 sẽ là việc mang voi tháp. Còn cánh mà lính đánh thuê phương Tây thì đời 2 sẽ là trường cung của Anh, đời 3 sẽ là kiếm dài của Đức và đời 4 sẽ là AK của Nga. Và nếu như các bạn chơi kỵ thì các bạn hãy lựa chọn cho mình đó là cái cánh của cái cánh mà lính đánh thuê phương Tây nha. Thì sao? Thì các bạn sẽ có được cho mình những con kỵ binh rất tốt của Biotin, mà có được cho mình những con cung thủ, những con trường cung của Anh để đối phó với những đơn vị lính giáo và lõ binh của đối phương, và có luôn cho mình cả những đơn vị kiếm dài để đối phó được với cả đơn vị lính giáo và lõ binh của đối phương nữa, nếu trong trường hợp mà chúng ta có thể trộn lẫn lính giáo kiếm dài vào chém. Và đội 4 chúng ta có cho mình những con AK. Đội 4 thì chúng ta có combo đó là AK lính đánh thuê kẹp với cả kỵ nhẹ, kẹp với cả kỵ nặng. Đấy là combo rất mạnh của con Biotin ở đội 4. Kết hợp với cả cái chuồng ngựa này thì cái lượng mà quân của chúng ta không cần cơ giới nó cũng cực kỳ mạnh mẽ rồi. AK này, AK điều thương thủ này, rồi có con Kataka, rồi con thiết kỵ của con thiết kỵ, rồi con kỵ nhẹ. Con kỵ nhẹ của Biotin, đây các bạn thấy kỵ nhẹ của Biotin, sau khi các bạn nâng cấp cho mình cái công nghệ lũ cướp thì mỗi một con dân các bạn giết được bằng kỵ nhẹ sẽ được tạo ra 20 vàng nha. Đấy, công nghệ đặc biệt của con Biotin ở đời 4. Nó có cho mình công nghệ đó là công nghệ đơn vị địch bị dẫm đạp trở lên yếu hơn và sẽ chịu thêm 20% sát thương trong 20 giây.
những pha dẫm đạp của những con thiết kỵ của Brighton ở đội bóng nó thật sự là một cái điều gì đó cực kỳ ghê tởm anh em ạ. Công nghệ người mới lái thì nó là tăng cho con scout thôi, nó cũng không mang lại một cái điều gì đó quá khủng khiếp cả. Nên thường công nghệ đánh trả ai lâng, chủ yếu là lâng cái công nghệ dẫm đạp phải thôi. Và cái công nghệ lũ cướp này, đánh team thì có cái con kỵ nhẹ của Brighton đi cướp phá ở thời điểm ban đầu, nó mang lại tài nguyên và mang lại sự khó chịu, đặc biệt là nó có cái khả năng hồi máu ở cái công trình tháp chiến thắng này nhá. À cái công trình landmark đời 2 nhá. Chuồng ngựa bình thường không có nha mọi người nhé, chỉ công trình landmark đời 2 của chúng ta thì có cái công nghệ này thôi. Nên là khi các bạn lấy đạo để các bạn sử dụng công nghệ này thì các bạn lưu ý là phải nhớ phải gộp cái nhà này vào một đạo nha, phải có một cái đạo cho cái nhà này. Như ở đây thì mình ấn F3, tất cả những chuồng ngựa thì mặc định nó sẽ có sẵn thêm cho mình cái công nghệ này. Đấy. Chúng ta chỉ không nhìn được điểm thôi, muốn nhìn được điểm chúng ta ấn Ctrl mà chỉ ở ngôi nhà này nhìn được điểm, số lượng điểm của nó. Thường thì con Brighton này hay tích điểm, khi nào đủ 40 điểm là bắt đầu nó mở combat luôn, mở 40 điểm là bắt đầu mở combat, những pha combat cảm giác lượng quân không bị yếu đi nhiều nó mở combat một tơn. 40 điểm này chúng ta sẽ có được bao nhiêu giây các bạn hãy tính. 1 điểm thì 1,5 giây, 40 điểm chúng ta sẽ có 1 phút để hồi máu, 1 phút để hồi máu. Mà mỗi 1 giây thì nó hồi 2 máu, 1 phút để hồi máu các bạn thấy kinh khủng không? 60 giây nhân 2 là 120 máu. Đấy. Quá ghê, quá đáng sợ. À đâu? Mỗi 1 điểm thì sẽ được 1,5 giây. 40 điểm thì là 1 phút, đúng rồi, đúng là 60 giây, 60 giây nhân 2 là 120 máu. Đánh nhau nguyên ngày xong nó quay trở ra vẫn đầy máu, máu của nó là 360. Các bạn nhìn cái lượng máu của con kỵ binh 360 máu. Quá trâu, kỵ pháp sau kỵ pháp lên 4 nâng cấp cả huyết mạch hoàng tộc mới được 364 máu đấy. Đấy là những cái tổng quan về con Brighton mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả việc xây dựng quân đội của Brighton qua một cái bài test của Clement nha. Và đây là cái cách mà Clement sử dụng cái kỵ binh của Brighton để đối phó với những đơn vị quân mà muốn chơi boom, muốn chơi kiểu hai nhà chính không ra quân, nói chung là những đơn vị quân không ra quân sớm. Thì Clement sẽ lựa chọn cái phương án này, đó là phương án lên thẳng 3. Chúng ta hãy lựa chọn cái, chúng ta hãy cùng xem cái bài này của Clement nha. Trước khi đến với cả cái bài đánh kỵ của Brighton, bài đánh kỵ lên thẳng 3 của Brighton thì chúng ta phải hiểu được rằng cái bài đánh kỵ lên thẳng 3 này nó sẽ áp dụng ở trường hợp nào. Một là trường hợp mà các bạn nằm ở trong team, đánh team chẳng hạn thì các bạn nằm ở vị trí trong cánh có thể lựa chọn phương án đó là lên thẳng 3 mà để sau đó ra quân hỗ trợ đồng đội cũng được. Hoặc là nếu như trong đánh solo thì đối phó với cả những đơn vị quân mà có ý đồ lên nhà chính thứ hai. Hoặc là lên thẳng 3, ví dụ như là đối đầu với con Nhật lên nhà chính thứ hai này, hoặc là đối đầu với cả những đơn vị quân như là con Chui cũng Chui lên thẳng 3 này, hoặc là con Malian lên nuôi bò. Đấy là những đơn vị quân mà có ý đồ, là các bạn phải đọc được ý đồ của đối phương. Khi đọc được ý đồ của đối phương thì các bạn biết được rằng à con này nó sẽ không công sớm, nó sẽ không công sớm và nó cũng sẽ không công gắt ở đời 2, ở thời điểm ít nhất ở thời điểm đầu đời 2. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án đó đánh kỵ và lên thẳng 3. Hoặc là nếu như các bạn thích kiểu trò chơi phiêu lưu mạo hiểm thì các bạn cũng lên thẳng 3 mà không cần biết đối phương đánh gì cũng được. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Đầu tiên thì con Brighton này khởi đầu với 6 con dân ở thời điểm ban đầu và một con scout. Đây là 6 con dân và một con scout nha. Và với 6 con dân đầu tiên thì mình sẽ để 5 con dân khai thác cừu. Một con dân đã xây ra cho mình cái bể chứa ở đây, thì các bạn nhìn giúp mình bãi vàng của con Brighton nằm ở đâu. Đây là một bãi đầu chúng ta đánh theo kiểu lên thẳng 3, thế nên là chúng ta cứ nhăm nhe vào bãi vàng trước. Bãi vàng của con Brighton nằm ở vị trí này thì mình sẽ xây cái bể chứa làm sao để có thể bo lướt được cho tới khu vực bãi vàng nha. Nó không cần phải ôm trọn cả bãi vàng mà chỉ cần sao để cho cái nhà khai thác của chúng ta nằm ở trong cái phạm vi hào quang của cái bể chứa này là ok rồi. Đây các bạn nhìn thấy là như vậy là cái nhà khai thác của chúng ta nằm ở đây đã nằm ở trong phạm vi bảo vệ của hào quang rồi. Chúng ta lại liếm được một tí bãi gỗ, xây được một cái trại khai thác gỗ ở đây để có thể là tăng thêm tốc độ khai thác gỗ được rồi. 5 con dân để ăn cừu. Sau đó tiếp tục là những con dân mới sinh ra thì các bạn sử dụng để việc ăn cừu. Ở đây thì Clement lựa chọn phương án đó, Beholder đó là 7-3 nha. 7 con dân ăn thực và 3 con dân ăn vàng.
Sau khi con dân này, hướng dân của con dân này là xây ra khu vực bãi vàng thì mình sẽ làm nhiệm vụ đó là gì? Là cho con dân này ra xây cho mình chạy khai thác và ăn vàng luôn mà không cần phải quay trở lại với khu vực bãi lương để tránh mất công di chuyển. Đấy, bắt đầu ra di chuyển ăn vàng. Mình đã có được cho mình là 6 con dân ăn thực rồi, bây giờ là 7 con dân ăn thực rồi. Con dân tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đó là ra xây cho mình một cái nhà dân và cắm luôn ra bãi vàng nha. Scout thì tất nhiên các bạn đi dò map rồi, đây là cái map thung lũng ẩn khuất, đây là cái cừu thì nó sẽ mọc tập trung ở cái cánh cánh gần mép bản đồ này các bạn này, đây, cánh gần mép bản đồ. Các bạn có hai cái đường để chạy, một là cái đường sắt vực, hai là cái đường sắt sát mép bản đồ. Thì theo cách chạy của Clement thì bao giờ cũng chạy theo cái đường sắt sát mép bản đồ trước, sau đó là vòng về và chạy theo cái hướng sắt vực sau. Đây, chúng ta đang có cho mình đó là một con dân khai thác vàng, một con dân xây nhà. Tiếp theo con dân thứ 10 sinh ra thì cũng làm cái nhiệm vụ đó là ra khai thác vàng. Chúng ta đã có đủ 7 7 dân khai thác thực và 3 dân khai thác vàng rồi. Những con dân tiếp theo thì Clement sẽ sử dụng đó là cắm thẳng vào khu vực bãi gỗ của mình. Ở cái map đấu này nó thiếu mất cánh rừng ở gần nhà, hơi dị. Bình thường nó có một cánh rừng ở gần nhà như ở chỗ này hoặc ở chỗ này chẳng hạn, nhưng ở đây thì không có. Mà lại ra thẳng giữa bản đồ nó hơi ảo makara. Bên này cũng vậy, bên này nó còn cách cả một con vực để có thể ra cái khu vực cánh rừng này cơ, hơi áo băm. Đây là cái map khá đặc biệt, thường thì đánh gọn máy thì nó hay ra những cái map đặc biệt như vậy thôi, còn bình thường thì không có đâu mọi người nha. Mình vẫn giữ nguyên đó là 7 dân thực và 3 dân vàng. Đây là thời điểm mà 1 phút, 2 phút rồi chúng ta cần phải mang cừu về nhà lục. Đối với con Byzantine này thì ở thời điểm mà khoảng tầm 2 phút 20 nếu như các bạn không mang cừu về bổ sung là sẽ bị thiếu cừu nha. Cứ trước 2 phút 20 các bạn mang dân mềm giúp mình nhận được, mang cừu về giúp mình nhận được. Giữ nguyên 7 dân khai thác vàng, mình sẽ đưa 4 con dân ra khai thác gỗ nha, để cho mình là 4 con dân khai thác gỗ. Hai con dân được cắt từ bãi lương ra để có thể thiết kế cho mình một cái trường đua. Ở đây một chút thì mình sẽ phân tích một chút này. Cái bể chứa đầu tiên thì mặc định mình sẽ giữ nguyên cái công nghệ đó là cưỡng bách tàu quân mà không thay đổi sang cái công nghệ tiếp theo và công nghệ thứ ba. Thế nên tất cả những cái công trình quân sự mình xây sẽ nằm ở trong cái vị trí bể chứa đầu tiên nha. Đấy là chắc chắn là phải nằm trong cái bể chứa đầu tiên rồi. Còn trong trường hợp mà cái bể chứa thứ hai mà các bạn muốn dùng để nâng cấp công nghệ, ví dụ như là xây đại học, xây lò rèn thì các bạn sẽ dùng cái bể chứa thứ hai nha. Đó. Đây, hai con dân thiết kế cho mình cái trường đua này để cho mình là 4 con dân khai thác gỗ. Ở đây thì chúng ta có một bầy hươu nằm gần nhà ở cái map thung lũng ẩn khuất này. Bình thường thì nếu như không bầy hươu gần nhà thì có sẽ có bãi quả chẳng hạn. Thì chúng ta cũng có thể là ăn quả, nếu như mà lượng cừu không đủ thì có thể ăn quả thêm. Đẩy cố gắng đẩy bầy hươu vào làm gần cái khu vực bể chứa này. Đây chúng ta chỉ cần đẩy vào được đến đây thôi là đã ok rồi. Cái map thung lũng ẩn khuất này bao giờ cũng có bầy hươu gần nhà. Còn trong trường hợp mà không có hươu gần nhà thì các bạn có thể tận dụng việc là ăn cừu và ăn quả để thể lên 3 nha. Bài đấu này là bài đấu lên thẳng 3. Mình có 4 con dân khai thác khu vực và 4 con dân khai thác gỗ, còn lại tập trung hết vào cái việc đó là khai thác vàng và khai thác lương. Ở đây thì chúng ta có 3 con dân khai thác vàng giữ nguyên rồi, 2 con dân xây nhà xong thì cũng cắm thẳng ra khu vực vàng và chúng ta sẽ có 5 con dân khai thác vàng. Còn dân những con dân mới sinh ra thì tập trung vào cái việc đó là ăn cừu và ăn quả để có thể lên 3 thôi. Trong các cái map đấu khác nhá, mình không nói map này chúng ta có hươu để đã về gần nhà. Thế nên là Clement không ăn bãi quả trước. Còn trong trường hợp mà cái map đấu khác không có bầy hươu gần nhà thì các bạn có thể lựa chọn phương án ăn quả trước cũng được, nhưng không vấn đề gì cả nhé. Ăn quả trước để khi thời điểm mà địch tấn công vào thì chúng ta có thể không ăn quả nữa mà trở về ăn hươu. Trước khi lên đời, đây là thời điểm mà 3 phút thì Clement sẽ xây cho mình một cái chòi canh để bảo vệ khu vực bãi vàng của mình. Chòi canh sẽ có được cho mình đó là 5 con chỗ chứa cho 5 con dân, thế nên là chúng ta sẽ kết hợp với 3 con dân cộng với 2 con dân nữa là 5 con dân đủ để chúng ta có thể trú vào cái chòi canh này mà không cần phải di tản về nhà chính nha. Bài lên 3, thường thì khi các bạn phát hiện ra đối phương xây một cái chòi canh rất sớm thì ý đồ lên 3 của đối phương cực kỳ rõ ràng nha. Con Byzantine này thì mình nghĩ rằng cũng không ngại bất kỳ một đơn vị quân nào nếu như mà cùng lên 3 sớm. Vì bản thân con kỵ của Byzantine nó cực kỳ mạnh nên là nó không sợ một đơn vị kỵ nào cả, ngoại trừ con kỵ của hội Long Binh ra. Kỵ của hội Long Binh nó rất mạnh nhưng mà kỵ của Byzantine nó có được cái bolus đó là hồi máu, nên là mình nghĩ rằng kỵ của Byzantine đối đầu với kỵ của hội Long Binh thì cũng không sợ gì cả. Còn đối đầu với con Chu Hi mà cũng lên thẳng 3 thì quá quá đơn giản rồi. Con Chu Hi lên thẳng 3 thì không đủ tuổi đánh nhau với cả con Byzantine lên thẳng 3.
vì con chu đi lên thẳng 3 thì lên 3 sớm hơn, tuy nhiên thì nó không có được cho mình những cái đơn vị quân mang tính chất là cực kỳ mạnh. Bây giờ thì chúng ta đã có một cái trò canh để bảo vệ khu cái vàng rồi, dân của chúng ta đưa ra để có thể là khai thác hươu. Ở đây thì Clement không nâng cấp bất kỳ một công nghệ gì cả để lên 3 cho nó vừa khít. Ở đây các bạn nhìn thấy là mình có cái bể chứa đầu tiên nằm ở đây. Đây là cái phạm vi ảnh hưởng của cái bể chứa nhé. Tất cả những cái đơn vị nhà quân hoặc là dân nằm trong phạm vi này đều là coi là phạm vi ảnh hưởng của nhà chứa nhé. Còn đây là cái màu vàng này là cái khu vực cách biệt của mỗi cái bể chứa. Tức là ở trong cái phạm vi màu vàng này thì các bạn không thể xây cho mình cái bể chứa thứ hai được, mà các bạn buộc phải xây cho mình cái bể chứa thứ hai nằm ở ngoài cái phạm vi màu vàng này. Bây giờ thì chúng ta cứ ngồi lên 3 thôi, ngồi chờ đợi tài nguyên đánh lên 3. Con scout thì cứ đi chạy quanh map xem đối phương có ăn đá rồi ăn vàng rồi xây nhà chính thứ hai không, hay là đối phương đi công bằng quân gì. Nếu như đối phương không lên ram thì chúng ta cũng không sợ, vì thời điểm mà chúng ta lên 3 nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm phút thứ 7 là chúng ta có thể lên 3. Nếu như mà để ram sớm quá thì chắc về tầm phút thứ 8 bắt đầu mới có ram được, chứ không ai để ram bằng 1-2 con lính cả. Còn trong trường hợp mà đối phương để ram thì chúng ta cũng lên xin một vài con kỵ nhẹ ra quấy rối để tránh tình trạng đối phương để ram. Đây là cái bể chứa thứ hai của mình. Công trình đắn mắc đời 3 đó chính là cái bể chứa thứ hai nha. Cái phạm vi ảnh hưởng của cái bể chứa nó nằm ở đây, và mình phải xây ra tận bên ngoài này chứ không thể xây sát nhà chính được. Vì nếu xây sát nhà chính thì nó sẽ bị trùng lập vào cái phạm vi ảnh hưởng của bể chứa đầu tiên, nên là không thể xây được. Đây, tiếp tục. Và trong cái quá trình xây cái rừng, cái bể chứa thứ hai này thì mình sẽ thiết kế cho mình đó là một cái nò rèn. Xây được cái nò rèn này xong thì mình sẽ có thêm được một lượng đá. Có thêm được một lượng đá thì mình sẽ kết nối được với, thực ra là với 91 đá thì mình cũng có thể đủ được để có thể kết nối được với cả cái công trình bể chứa thứ hai này nha. Nhưng mà cái bể chứa thứ hai này mình vẫn xây cho mình một cái nò rèn, vì cái nò rèn này sẽ sử dụng để nâng cấp công nghệ. Và cái bể chứa thứ hai này mình sẽ sử dụng cái bolus, đó là tăng thời giảm thời gian nâng cấp công nghệ. Và trong cái quá trình đang xây dựng thì mình sẽ kẻ cái cầu máng để kết nối được với cả cái bể chứa thứ hai. Chúng ta sẽ có được mực nước bậc 2, lúc đó sẽ tăng thêm 10% tốc độ khai thác đối với tất cả các loại tài nguyên trong phạm vi ảnh hưởng của cả hai cái bể chứa này. Cái này nó hai cái là hoàn toàn riêng biệt nhá. Cái tốc độ khai thác thì nó không hề liên quan gì tới những cái công nghệ ở trong cái nhà này nha. Tốc độ khai thác vẫn là như vậy thôi. Các bạn có thay đổi như thế nào đi nữa thì tốc độ khai thác nó vẫn theo mực nước. Đó. Mình xây cái nò rèn ở đây, sau đó chuyển cái này sang cái quyển sách này, sau đó nâng cấp công nghệ ở trong nò rèn. Công nghệ ở trong nò rèn đầu tiên đối với con Biotin này thì cứ nâng cấp công nghệ đàm tày trước. Vì nâng cấp giáp hay không thì chúng ta đã có được cho mình cái công nghệ hồi máu rồi, nên là thủ không phải là vấn đề chỉ là đam để đấm nhau thôi. Sau đó là sóc kỵ thôi. Các bạn mua quân ở trong cái trường đào tạo, ở cái trường đua này, có nò rèn rồi. Giữ cho mình, đây các bạn nhìn thấy số lượng dân này, các bạn giữ cho mình khoảng tầm 11 con dân để có thể sóc kỵ nha. Bản thân cái con kỵ này chúng ta đã yêu cầu nó rơi vào khoảng tầm 7 con dân thì mới có thể sóc đều được một cái chuồng ngựa này rồi. 7 con dân. Bình thường con kỵ Pháp ý, là 90 là 100 vàng thì chúng ta cần 4 con dân rưỡi, coi như là 5 con dân đi. Nhưng với 150 vàng thì chúng ta phải cần tầm 7 con dân. Nhưng mà mình đưa thêm dân là 11 con vì chúng ta sẽ cần để nâng cấp công nghệ. Bây giờ là thời điểm mà chúng ta sẽ nâng cấp thêm cho mình những cái công nghệ ở trong những tình huống mà chúng ta thừa vàng. Sẽ nâng cấp thêm công nghệ ở trong lò rèn này, sẽ xây thêm tu viện ra để có thể di nhặt thánh tích này. Tu viện thì các bạn cũng sẽ xây gần ở cái bể chứa đầu tiên nhá. Cái bể chúng ta hình dung là đây là bể chứa để xin quân nhanh, còn đây là cái bể chứa để nâng cấp công nghệ đây. Đấy. Tốc độ nghiên cứu đây giảm 50%, 100%. Đấy. Cái bình thường cái này nâng cấp rất lâu, nhưng mà sau khi ở gần cái bể chứa này thì thời gian nó sẽ được giảm đi rất nhiều. Là chúng ta cứ một chuồng ngựa sóc đều thôi. Cứ cố gắng một chuồng ngựa, có cái chòi canh ở đây thì đối phương không thể công ngay được. Thời điểm phút thứ 8 đối phương đang ra quân nhưng đối phương chưa có nò rèn. Đối phương chưa thể đẩy ram được nên chúng ta vẫn có thể đỡ được với một cái chòi canh ở đây nếu như an toàn. Nếu như muốn an toàn hơn nữa thì các bạn có thể xây thêm cho mình. Khi các bạn di chuyển dân của mình ra đây để ăn vàng, các bạn sẽ có thể xây thêm cho mình một cái chòi canh và nâng cấp cái lỗ châu mai lên nhá. Chúng ta xây dựng công trình lên là chúng ta xây dựng công trình thì chúng ta sẽ có đá mà. Chúng ta không cần phải đào đá, chúng ta cũng có thể nâng cấp được lỗ châu mai. Còn nếu như để chờ nâng cấp cái công nghệ vị trí đặt máy bắn đá này thì nó tốn tới 200 đá cơ. Nói đi, chúng ta cần phải đưa dân đi ra khai thác đá cơ thì có thể nâng cấp được. Và các bạn lưu ý rằng cái lượng gỗ các bạn cố gắng xây công trình cho mình.
xây một cái tu viện này, một cái lò rèn này, một cái tu viện này, sau đó là sẽ là một cái nhà lính đánh thuê ra. Chúng ta sẽ có một cái lượng đá rất dồi dào để có thể nâng cấp cái công nghệ hoặc là tăng thêm cho mình một cái bể chứa nữa. Nếu như mà đối phương đánh theo kiểu là ép cao chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng xây nhà quân ra, xây nhà ra, sau đó nâng cấp công nghệ cho cái chòi canh của mình trở nên cứng cáp hơn. Còn nếu như đối phương là một bài đấu mà công không gắt chẳng hạn thì chúng ta xây thêm bể chứa để nâng cái mực nước của chúng ta lên bậc 3. Ở đây thì đối phương đang bắt đầu lùi quân về. Khi đối phương lùi quân về mà chúng ta giữ được dân của chúng ta khai thác được thì chúng ta tăng thêm cho mình cái chuồng ngựa thứ hai nha. Kỵ của con Bayatin. Đây, con kỵ của Bayatin này. Nó sẽ có được cho mình cái công nghệ dẫm đạp và cái công nghệ bình hành hương. Đối với công nghệ bình hành hương thì các bạn sử dụng từng con kỵ một, tức là các bạn chỉ vào con kỵ nào đang đỏ máu, các bạn bấm nút T một phát là con kỵ đó sẽ được hồi máu. Hồi thêm 25 mỗi giây trong 10 giây. Tức là nó sẽ hồi được 250 máu. Chúng ta cứ lấy kỵ rồi. Đấy. Đạp đấy. Khi các bạn thực hiện pha dẫm đạp thì các bạn ấn Q, sau đó các bạn chỉ cái vùng mà con kỵ nó muốn lướt qua. Ấn Q trước nha, sau đó chỉ vùng muốn lướt qua sau. Chỉ vùng ấn muốn lướt qua, sau đó bấm chuột trái xuống mặt đất. Sau đó chém. Các bạn đây, các bạn lưu ý rằng khi vào trong những tình huống combat như vậy thì các bạn hãy sử dụng cái công nghệ chiến thắng ở đây trong cái nhà chiến thắng của chúng ta để cho những con kỵ chúng ta luôn luôn được tăng thêm 20% sát thương và tăng thêm khả năng hồi máu. Và trong những trường hợp mà đỏ máu như vậy, các bạn cố gắng ấn T vào đây để cho con kỵ của chúng ta có thể hồi máu nha. Đây, các bạn ấy bấm T phát để hồi máu này. Có chòi canh ở thời điểm ban đầu thì ở thời điểm ban đầu mặc dù kỵ của Bayatin nó rất là khỏe, nhưng khi đối phương đông quân quá thì hãy cố gắng làm sao để kéo khu vực giao tranh vào gần những cái phạm vi ảnh hưởng, gần những cái khu vực phòng thủ của chúng ta như kiểu chòi canh hoặc là nhà chính nhá. Chúng ta sẽ kết hợp cùng với quân, kết hợp cùng với nhà chính, kết hợp cùng với chòi canh để có thể đỡ nhà một cách đơn giản hơn. Giáo sĩ thì tất nhiên là sẽ dùng để mua đi nhặt thánh tích rồi. Ở đây các bạn thấy thời gian mua của con giáo sĩ cũng chỉ là một cũng chỉ 21 giây thôi, được giảm đi, giảm thời gian mà. Công trình bể chứa bậc 2 là được giảm 40% thời gian mua quân mà. Đấy, cứ thừa thắng thì xông lên thôi. Ở khi chúng ta đang hồi máu thì cố gắng làm sao gây được nhiều sát thương nhất có thể. Nếu như mà đối phương lùi chúng ta phải tiến ngay. Chém được thì chém luôn. Mất một tí máu cũng không sao cả vì chúng ta đang hồi. Cố gắng mà chém thôi. Khi nào mà cái lượng quân, nếu như lượng quân của đối phương quá đông thì chúng ta mới lùi về nhá. Như ở trong trường hợp này đối phương đang khá đông quân và mình cũng đang muốn lùi về. Mất con giáo sĩ hơi đáng tiếc. Đây, tiếp tục là một pha dẫm đạp. Khi nào mà cảm thấy là cái vị trí đứng của đối phương đang xếp theo cái đội hình nhóm chẳng hạn, chúng ta thực hiện một tên dẫm đạp để có thể lao vào gây sát thương đan, sát thương lan. Đấy, mất rất nhiều máu luôn. Và chúng ta bấm nút T nha, chỉ chuột vào từng con ngựa. Con nào mất máu thì bấm, cứ nhìn vào con đỏ máu đây, cứ canh sẵn, khi nào đỏ máu phát bấm T này. Ở trong tình huống này chúng ta sẽ không dùng đạo nữa, chúng ta sẽ dùng cái phím T nhiều hơn để tránh tình trạng là không được hồi máu nha. Đấy, cứ bấm T. Nói chung là trong những tình huống mà quân của đối phương đứng lẻ chẳng hạn thì Bayatin nó quá mạnh. Đối phương chỉ có thể gom quân vào với nhau thì mới có thể đỡ được con Bayatin thôi, còn đứng lẻ thì con kỵ của Bayatin chém chết tất cả. Và đây là thời điểm mà chúng ta lên cho mình một cái nhà lính đánh thuê đây. Các bạn ký hợp đồng phương Tây xin cho mình những cái đơn vị trường cung. Sau khi các bạn ăn cho mình đó là bãi quả này thì cái lượng dầu ô liu các bạn sẽ có rất là nhiều. Sẽ có khá nhiều dầu ô liu để có thể xin cho mình những đơn vị trường cung. À, lúc đó thì chúng ta sẽ kết hợp với kỵ kẹp với cả trường cung, nâng cấp cung thủ đời 3 lên. Lượng đá sau khi xây những cái công trình này thì chúng ta sẽ có lượng đá để lên cho mình cái bể chứa bậc 3 và kết nối công trình ngay. Nếu như mà các bạn theo kiểu là khu vực tài nguyên của các bạn đang nằm ở mặt này chẳng hạn, ví dụ ở đây có một bỏ mỏ hưu chẳng hạn, thì các bạn hãy xây cho mình cái bể chứa ở đây và kết nối ở đây thì nó sẽ cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta có thể khai thác được. Còn ở cái cánh này thực ra mình xây ở đâu thì cũng giống nhau, nó cũng không tăng lên được. Mà mọi người có thể nhìn thấy là ở mặt này thì cũng chả có cái gì để mặt này thì cũng chả có cái gì khai thác, mặt này thì cũng thế. Nếu muốn xây cái vị trí xây nó quá là xa, thế nên là đây là trường hợp mà mình xây cái bậc 3 để tăng cho dân khai thác vàng và dân khai thác gỗ của mình lên. Có thể sử dụng gỗ để quấn ruộng chẳng hạn, vì ruộng xây ruộng nó cũng tạo ra đá mà. Bây giờ thì cứ dí kỵ thôi. Và các bạn lưu ý rằng ở trong những tình huống băng trụ và ở trong những tình huống mà quét đám đông thì các bạn lưu ý bật cho mình cái công nghệ chiến thắng này lên thôi. Và khi lượng máu nó thấp lên chẳng hạn, khi lượng máu nó thấp mà các bạn đang nuôi quân về thì các bạn cũng không lên bật cái công nghệ chiến thắng này.
mà khi vừa lượng máu thấp mà lại rau chanh thôi thì hãy bật, nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Vừa đánh được địch mà vừa được hồi máu, như vậy là mới là mắc binh. Còn bình thường mà lượng máu thấp mà chúng ta không đánh nhau, chúng ta có thể quay về và chúng ta bật cho mình cái phím T này, bật phím T và hồi máu. Cái phím T này nó là mãi mãi nhá, sau một thời gian thì sau một phút thì nó lại được dùng lại đấy. Sau một phút thì nó sẽ lại được dùng lại một lần, thế nên là nó như kiểu một tự pháp ấy. Khi yếu máu là mang về giấu đi, một phút sau chúng ta lại ực một lần. Và trong những tình huống combat thì khi chúng ta bật chiến thắng thì đứng ở đâu thì nó cũng đều sẽ được hồi máu tất cả hết. Cái cách đánh cơ bản thì nó là như vậy. Quan trọng là cái việc mà các bạn giữ kỹ con Byron ở thì điểm ban đầu và đỡ nhà ở thì ban đầu thôi. Chỉ có cái vấn đề của cái bài lên thẳng 3 này, đó cái vấn đề đỡ nhà ở thì ban đầu là đỡ như thế nào, tích như tích quân như nào và đứng đánh nhau ở vị trí nào thôi. Quan trọng nhất là ở thời điểm đó, vì cái bài lên 3 này rất dễ bị ăn ốp nhà, và thường là đối với con Byron đánh kỵ này thì khả năng cao đối phương sẽ ốp bằng lính giáo đông, và chúng ta phải lựa chọn cái vị trí đứng quân. Và nếu như an toàn các bạn có thể xây thêm cho mình một cái trò canh để bảo vệ khu vực với vàng, nâng cấp công nghệ lỗ châu mai lên. Không cần tiếc đá làm gì cả, các bạn xây cho mình một cái tu viện này, một cái nhà lính đánh thuê, một cái nỏ rèn, ba cái nhà này thôi là các bạn đã có đủ đá để nâng cấp cho mình hai cái chòi canh này lên thành lưng lỗ châu mai rồi. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái bài đánh con kỵ của Byron lên thẳng 3. Còn tất nhiên là trong một trận đấu về lâu về dài thì các bạn setup như một đơn vị quân bình thường thôi, đó là tăng dân lên ra ruộng. Sau khi lên được cho mình cái bo lớt bậc 5 chẳng hạn, các bạn đào thêm đá ra thêm nhà chính rồi cuốn ruộng xung quanh nhà thôi. Lúc đấy thì nó trở về với cái trạng thái là quân nào cũng như quân nào rồi. Nó không còn liên quan gì đến cái việc nó phát triển kinh tế như thế nào nữa. Rồi, còn bây giờ thì Vermen đã hoàn thành được cái bài lên 3 thẳng với kỵ của Byatin. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong một con Byatin khác theo kiểu cánh lính đánh thuê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video clip tiếp theo nha.